Lockheed Martin ra mắt tên lửa AGM-158 thế hệ mới có tầm bắn cực xa. Mới đây, tập đoàn Mỹ Lockheed Martin đã tiết lộ phiên bản mới nhất của tên lửa hành trình AGM-158 ZSMXR, được gọi là phiên bản phạm vi tác chiến mở rộng Extremely. Đây là phiên bản nâng cấp của ZSMXR hiện có, với kích thước chiều dài hơn 5m, sải cánh khoảng 3m và đường kính khoảng 0,4m, trọng lượng của nó đạt hơn 1 tấn. AGM-158 phiên bản XR được đánh giá là lớn hơn phiên bản EZ nhằm mang nhiều nhiên liệu hơn. Theo đó, sức mạnh tầm xa cũng được nâng lên đạt 1.600 km, tương đương với tên lửa Tomahawk, gấp đôi cự ly tác chiến của phiên bản EZ trước đó, mang lại cho không quân Mỹ khả năng tấn công chính xác mục tiêu từ ngoài tầm bắn của tất cả các hệ thống phòng không hiện nay. Tính đến nay, AGM-158 ZSM có 3 phiên bản: AGM-158 AZA, phiên bản không đối đất cơ bản; AGM-158 BEZ, phiên bản không đối đất tầm xa; và AGM-158 CAZM, phiên bản chống hạm tầm xa, một biến thể có thể triển khai trong các hoạt động không đối hạm hoặc hạm đối hạm thông qua các ống phóng thẳng đứng MK-41 VLS. So với biến thể EZ, phiên bản XZ vẫn giữ nguyên đầu đạn nặng khoảng 450 kg, loại đạn xuyên phá VKDU-42B, có khả năng tấn công cả mục tiêu mềm và cứng, bao gồm bunker và các công trình kiên cố. Nó có đầu đạn nổ phân mảnh, được thiết kế để phá hủy các cơ sở hạ tầng quan trọng. Tên lửa dài hơn, cho phép mang nhiều nhiên liệu hơn, do đó nâng tầm bắn. Bên cạnh đó, tên lửa cũng có một số cải tiến khác, như sử dụng hợp kim nhẹ hơn, cải thiện khí động học, thiết kế lại cấu trúc, cánh lái được sửa đổi, hoặc hệ thống đẩy hiệu quả hơn. Dù có nhiều cải tiến, phiên bản XZ vẫn duy trì đặc tính tàng hình và độ chính xác của nó. Tầm bắn mở rộng cho phép XZ được triển khai để tấn công các mục tiêu xa hơn, trong khi vẫn nằm ngoài tầm với của hệ thống phòng không của đối phương. 158XZ có tính năng tàng hình, tránh bị radar phát hiện, nhờ thân vỏ được chế tạo từ các chất liệu tổng hợp như polymer da cường, sợi carbon, vật liệu composite. Các bộ phận khác của tên lửa, chẳng hạn như vỏ của hệ thống đẩy và một số thành phần kim loại, thường được làm từ hợp kim nhẹ như nhôm và titan. Trong bối cảnh Hoa Kỳ đang đối phó với các mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc trong cuộc đua công nghệ vũ khí hiện nay, sự ra đời của tên lửa phiên bản XZ cho thấy Hoa Kỳ đã chọn một chiến lược khác biệt trong cuộc đua tên lửa siêu thanh so với các đối thủ ngang hàng như Nga và Trung Quốc. Thay vì tập trung vào tốc độ siêu thanh, Mỹ đang hướng tới phát triển các loại vũ khí tấn công tầm xa có khả năng tàng hình vượt trội. 158XZ không chỉ là một bước tiến công nghệ mà còn là một phần trong chiến lược tổng thể của Mỹ nhằm tăng cường khả năng chiến đấu. Tên lửa này có thể được triển khai trên nhiều loại máy bay khác nhau, bao gồm máy bay ném bom, máy bay chiến đấu và máy bay vận tải. Điều này mang lại sự linh hoạt và khả năng đáp ứng nhanh chóng trong các tình huống khẩn cấp, đồng thời tăng cường sức mạnh của lực lượng quân sự Hoa Kỳ và các đồng minh. Theo các chuyên gia quân sự, việc chọn tàng hình thay vì tốc độ không phải là quyết định ngẫu nhiên, mà là kết quả của nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm tên lửa siêu thanh. Theo đó, dù có tên lửa tốc độ vượt trội lại dễ bị phát hiện hơn do các hiệu ứng vật lý mà chúng tạo ra. Khi di chuyển với vận tốc siêu âm, các tên lửa này tạo ra các dấu vết nhiệt và ánh sáng đặc trưng, dễ bị các hệ thống radar và cảm biến tiên tiến phát hiện. Ngược lại, các tên lửa có khả năng tàng hình như AGM-158XZ lại có thể lẩn tránh các hệ thống phòng thủ, giúp tăng cường khả năng sống sót. Lợi thế chiến lược của tên lửa AGM-158XZ không chỉ có khả năng tàng hình mà còn được trang bị hệ thống dẫn đường tiên tiến, cho phép nó hoạt động hiệu quả ngay cả trong các môi trường chiến tranh điện tử phức tạp. Với khả năng tự dẫn đường bán tự động, tên lửa này không cần phải phụ thuộc quá nhiều vào các nền tảng tình báo, giám sát và trinh sát bên ngoài. Ngoài ra, 158XZ còn có khả năng phối hợp tấn công theo bầy đàn, chia sẻ dữ liệu giữa các tên lửa để thực hiện các cuộc tấn công đồng bộ với độ chính xác cao. Đây là một tính năng quan trọng giúp tăng cường sức mạnh chiến đấu của quân đội Hoa Kỳ và các đồng minh, đặc biệt là trong các cuộc xung đột tiềm tàng tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, nơi mà Trung Quốc đang ngày càng gia tăng sức ép về quân sự và ngoại giao.